Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Con kính thỉnh sư dạy cho con ý nghĩa của hạt giống hạnh và hạt giống minh. Ở tại gia, con nên làm gì để hạt giống hạnh và hạt giống minh có thể tăng trưởng? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Hạt giống hạnh thì tạo rất là dễ và có thể tạo được một cách rất dễ dàng. Như khi mình nhờ bố thí thì đấy là hạt giống hạnh, giữ giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, nghe giảng pháp, thì hay là hành thiền, hơi thở, thiền niệm ân Đức Phật, thiền tâm từ, các cái pháp thiền định đều là hạt giống hạnh hết. Còn hạt giống minh mà tạo được thì rất là khó. Chỉ khi nào mình đắc được một cái pháp thiền rồi mình chuyển sang hành thiền tuệ, khi nào mình phân tích được tứ đại, thấy ra được các cái sắc pháp, thấy ra được phân tích ra được các cái tâm sở, hay là quán được các cái pháp duyên khởi nên thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã, thì lúc đấy mới là hạt giống minh. Hạt giống minh chỉ có được khi nào mình thành tựu được minh sát trí, thành tựu được cái trí tuệ về thiền quán thì mới thành tựu được hạt giống minh. Vậy thì để phát triển được hạt giống minh thì rất là khó, vì minh mà sinh thì vô minh diệt. Người nào mà đã phát triển đến minh là cái người đấy đã gần đi đến niết bàn rồi. Thì hạt giống hạnh thì có thể gieo được, tạo được rất là dễ dàng, nhưng hạt giống minh thì rất là khó khăn. Để mà tạo được hạt giống minh thì rất là khó, nhất là đối với Phật tử tại gia, không có thời gian hành thiền nhiều thì sẽ tạo được những hạt giống hạnh thì nhiều hơn. Cứ thực hành thiền giới định tuệ, cứ thực hành giới định tuệ nhiều, nhưng mà mình chỉ hành được giới định, còn đến tuệ thì lại ít người hành được. Nhưng cũng có một số người hành được, một số người vẫn có thể bỏ ra một thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm để chuyên tu hành thiền. Thì lúc đấy mình có thể thành tựu được các hạt giống minh, để nó giảm bớt những cái vô minh đi mà nhanh chóng đi đến Niết Bàn. Vậy thì muốn thành tựu được hạt giống minh thì đi chuyên tu, thỉnh thoảng bỏ thời gian ra để đi chuyên hành thiền để mà phát triển cái minh đó. Còn hạnh thì ở đâu, lúc nào, chỗ nào cũng hành được hết.